ơi, sếp đi ra ngoài mà điện thoại sếp còn trên bàn kìa. Trời, gấp quá làm sao mà đem theo kịp. Gì vậy? Có tin nhắn coi không? Không biết bát đâu mà coi. Biết đâu mình mò ra được cái thông tin gì đó. Nhiều chuyện này quá là mờ ám. Ê hết hồn. Gì? Ê, ý tôi là nhiều khi coi được một thông tin mà mất một công việc luôn. Đừng có ai nói. Để nó đi, để nó đi. Nói đi, nghe nó nghe. Trời đất ơi, mọi người ơi, chết. Biết cái gì rồi? Tôi không muốn nghe, tôi muốn nghe. Hôm nay được khuyến mãi. Nhắn người đại sếp. Trời ơi, coi xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Tôi muốn xả stress ra, căng thẳng quá. Hồi nãy mọi người không thấy hả? Thấy thấy. Mình đứng ở ngoài đúng không? Ừ. Cái mỹ nhân chạy ra mà mặt mỹ nhân rất là căng. Rồi cái sau đó sếp đi ra mặt sếp cũng rất là căng. Cái sếp mới kêu bốn đứa mình đi vô đây ngồi hết trơn. Cái sếp ở ngoài, mặt sếp căng. Vô đây bốn đứa mình, mặc dù không hiểu chuyện gì hết mà bốn đứa mình mặt cũng rất là căng. Đúng không? Cái phòng này không khí bây giờ nó rất là căng. Gì vậy? Bị gì vậy? Cảm thấy ngột ngạt. Tào lao. Tôi thấy cái chuyện không có căng tới đâu á. Tôi nghe cái miệng mấy người nói không, tôi thấy tôi căng rồi đó. Không. Bây giờ nè, mình phải thể hiện cái cảm nghĩ của mình. Là bây giờ bốn đứa tụi mình suy nghĩ như thế nào về cái chuyện này. Mình cứ nói chuyện với nhau giống như là một buổi talk show đi ha. Bây giờ nè, ví dụ như anh Hoàng Nam, anh suy nghĩ như thế nào về cái chuyện này? Tôi hả? Thiệt ra thì tôi thấy như vậy. Cái điều tôi thấy á, căng đúng không? Nó không phải, không hẳn là căng, nhưng mà nó là một cái sự lăng tăng. Lăng tăng. Riêng tôi thì tôi suy nghĩ khác nha. Như thế nào? Bốn đứa chúng ta đều căng, nhưng cái căng của tôi khác với những cái căng của mọi người. Tôi biết ngay mà, ông là cái người rất là nhạy cảm. Tôi rất tin vào cái sự nhạy cảm đó từ bên trong của ông. Ông nói cho mọi người biết đi, ông căng ở chỗ nào? Cái căng, cái cốt á. Cái không. Cái căng, căng cốt á. Cái tâm linh bỏ qua. Mình không phải tâm linh. Thôi nè, ông căng chuyện gì ông nói đi. Tôi căng ở đây là bởi vì sếp kêu bốn đứa mình vô đây. Vô đây. Không được ra ngoài. Không được ra ngoài. Bây giờ tôi mắc toilet quá. Không được đi. Trời ơi là trời, sao mà chịu nổi. Nói nè, cái chuyện toilet là cái chuyện mà cái chuyện bài tiết trong cơ thể của mình. Ừ. Thì mình phải đi chứ, trời ơi, để nó trong người là dễ bị bệnh lắm á. Ông cứ đi ra thôi, mở cửa đi ra bình thường thôi. Đơn giản vậy nó làm gì nữa. Hồi nãy tôi chịu không nổi, tôi vừa mở cửa đi ra, sếp đứng ở ngoài nè, sếp làm gì nữa. Làm gì? Đi đâu á? Ơi ngầu quá, đóng cửa lại. Đóng cửa lại. Đất, cái chuồng cụ tôi sợ quá, tôi chạy vô đây luôn. Tôi thiệt, giờ tôi mắc quá mắc rồi, bây giờ làm sao? Henry, sếp có cái khúc mà. Có không? Thêm thấy chưa? Bây giờ làm sao mà dịch? Trời ơi, tôi biết rồi. Lấy độc trị độc đi. À, có cách hả? Lấy độc trị độc. Uống nước nhiều vô. Thì lấy độc trị độc thì đang mắc toilet uống vô. Tôi tức nè. Ghê vậy má, mọi người cứ bàn ra bàn vô, bàn tán tùm lum hết. Anh ơi đâu thành, để em sống không quen. Đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui. Ê, chịu không nổi nha mọi người ơi. Tôi thấy nhúng kia đó nó còn dễ tuột hơn á. Cười cho bốc hơi hả? Đánh lạc hướng thẳng liền á. Dạ sếp. Dạ sếp. Sếp ơi. Sao mà cậu tung tăng dữ vậy? Sếp ơi, sếp có chuyện gì vậy hả sếp? Rồi lần đầu tiên em thấy mà sếp dán hai cái miếng cao hai bên vậy đó. Sếp đang bệnh hả hay mệt mỏi gì hả sếp? Không ai dán một bên nha bà. Không có cần đó nha. Tỉnh táo lên. Sếp em xin lên đi nha. Ủa, bộ hết người kêu sao? Kêu đúng tôi vậy? Nhanh lên đi. Dạ, em biết năm nay em tam tai mà. Sếp ơi, có chuyện gì vậy sếp? Đi. Dạ, sếp ơi. Bà làm ơn, bà đừng có phát ra âm thanh đó giùm tôi nữa được không? Dạ, tôi nói. Hoàng Nam. Dạ. Đứng lên. Dạ, em nghe sếp. Tại sao cậu tuyển cô ấy vào đây làm việc? Dạ, thưa sếp. Tại sao? Dạ, tại vì cô ấy có... Sếp vỗ bàn mạnh quá vậy. Dạ, thưa sếp. Là tại vì Mỹ Nhân là một cô gái có cái phẩm chất tốt, với lại rất là được việc, cô ấy làm việc rất là tốt thưa sếp. Nếu công ty chúng ta mà chiêu mộ được một người như vậy thì rất là tuyệt vời sếp à. Cậu nói cái gì? Dạ, em nói có gì sai hả sếp? Dạ sếp ơi, cậu Nam nói đúng á sếp. Dạ cái thời gian vừa rồi á mà sếp đi công tác á
nếu như mà không có sự xuất hiện của mỹ nhân á, là một số hợp đồng mà mình đang thực hiện á sếp sẽ bị hủy bỏ luôn đó sếp, nhờ cổ mà giải quyết. Vậy các cô các cậu ở đây làm cái gì hả? Dạ. Chỉ có mỗi một mình mỹ nhân hay sao hả? Dạ. Công tâm mà nói là thật ra là mỹ nhân á, mà đúng rồi mình đông vậy chứ đâu có ai làm thiết kế đâu, có mình Henry lo mảng thiết kế thôi à sếp. Dạ. Nên là nếu mà nói là mỹ nhân có cần ở lại hay không thì tùy sếp quyết định, ở lại cũng được mà không ở lại cũng không sao. Henry, cái gì vậy, sao vậy, cậu đang sao vậy? Dạ không sao, sếp cứ tiếp tục đi ạ. Dạ, cậu sếp. Thấy mỹ nhân sao? Dạ thưa sếp, nếu như mà xét về cái lý á, thì trong công việc cô mỹ nhân rất là good, nhưng mà xét về cái tình mình phải đâu ra đó rõ ràng. Đúng rồi, đúng. Không, mình không bao che. Nếu như xét về cái tình thì em thấy cô mỹ nhân rất là tốt, nhưng mà sếp ơi, sếp, em nói thật nha, em rất là mừng khi mà công ty chúng ta được phát triển lớn mạnh như thế này. Tuy nhiên, thôi đủ rồi. Sếp có biết không, là cái công việc của em á, em là mình ơn không có nổi. Cho nên em rất là cần có một người phụ tá để giúp em san sẻ những cái công việc mà sắp tới em phải đảm đương. Tại vì sắp tới công việc mình sẽ rất là nhiều. Dạ, em xin hết. Thôi mọi người ngồi đi. Dạ. Dạ, ngồi đi Henry. Em xin phép em đứng. Ngồi đi, sếp cho thì ngồi đi. Đứng thiệt. Chứ giờ ngồi đâu có được đâu sếp. Vậy thôi mọi người giải tán, cậu đứng đó đi. Hả? Sếp. Sếp ơi. Sếp. Giải tán. Dạ. Sếp ơi, vậy sếp quyết định sao, có giữ cổ lại không sếp? Vậy là giải thể công ty đó. Sếp nói giải tán. Thì giải tán thôi. Sếp dặn ở lại đó thì ở lại đó luôn đi. Sếp ơi. Sếp ơi. Mượn cái gói mai giặt trả. Ê. Em điên hả? Em muốn nói chuyện với anh. Chuyện gì vậy cô nương? Em sẽ không về anh đâu. Bây giờ anh không cho em làm ở đây đúng không? Ừ. Em làm của khác, nhưng mà em không về anh. Thôi được, anh sẽ cho em ở đây với một điều kiện. Khoan, sau khi hoàn thành thực tập phải trở về anh. Được luôn. Cảm ơn anh. Mời giám đốc. Chưa hết. Hả? Còn một điều kiện nữa. Điều kiện nữa? Hoàn thành phỏng vấn với cô Trang Bên đi rồi hẳn tính sau. Được thì ở lại, không được thì đi về anh ha. Anh! Không giống thôi mà. Trời ơi. Sao vậy? Thì nói nghe nè, coi như là cái cơ hội từ 100% tuột mất còn chỉ 1% thôi nó nhỏ. Mọi người chết rồi, nó chết chắc, cái kỳ là chết chắc. Thật sự mà nói, nếu mà còn 1% là còn nhiều đó, vô tay Trang Minh là chắc chắn bị loại.